Nam chính Jong Nam vốn là một người có sở trường leo núi, vì lời hẹn ước với người con gái Ihizu nên thanh niên vẫn ế đến tận bây giờ. Thấy tình đầu mở bát lận đận, anh quyết định úp sọt tình đầu một lần nữa. Cũng chính vào ngày hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ anh, Jong Nam liền đặt tiệc ở ngay chính khách sạn mà Ihizu đang làm việc. Quả nhiên trong lúc thắp nến thì cô đã nhận ra Jong Nam, điều này khiến cho anh bối rối xốn sang ở trong lòng. Thế là lúc sau hai người đã trò chuyện, nối lại tình bạn trước rất chi là mượt. Vì giữ thể diện cho mình, Jong Nam còn nói với cô là anh làm việc trong một công ty đầu tư, đã vậy còn được làm phó giám đốc nữa. Tuy nhiên đã quá giờ rồi mà cả gia đình Jong Nam vẫn say sưa hát hò nhảy múa, điều này khiến cho nhân viên cảm thấy khó chịu. Thấy vậy Ihizu liền bảo bọn họ về trước. Không ngờ đúng lúc này ông giám đốc quản lý lại đến tìm Ihizu. Hóa ra vì tối qua anh ta đã tỏ tình với Ihizu mà cô không trả lời, còn không quên buông lời thả thính mượt trơn như bôi mỡ vào mồm. Đúng lúc này thì Jong Nam đi đến và nhìn thấy, giờ thì cũng đành nhìn người thương đi theo người có tiền đồ sáng lạng hơn thôi. Chứ thất nghiệp lại còn không biết lấy lòng người khác như Jong Nam thì lấy đâu ra tương lai. Đúng trong lúc mọi người vẫn đang hò hét bay nhảy trong khách sạn thì không ai biết được rằng một thảm họa của cả thành phố sắp xảy ra. Một chiếc xe chở hàng loạt chiếc thùng bí ẩn đi đến dưới sảnh khách sạn rồi dừng lại. Một người đàn ông bịt kín từ đầu đến chân, thậm chí còn đeo thêm cả mặt nạ phòng độc, từ bước đến phía sau cầm theo chiếc vô lăng vặn nắp van trên từng bình khí ở trên xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này đội bảo vệ đến nhắc nhở anh ta không được đỗ xe bừa bãi, thì lập tức một luồng khói vô cùng mạnh đã xả ra theo các luồng ống dẫn khí ở trên xe, khí độc nhanh chóng lan ra khắp thành phố. Ban đầu mọi người cảm thấy khá thú vị, nhưng sau khi có người hít phải khí độc mà lăn ra chết một cách đau đớn thì tất cả mọi người mới bắt đầu chạy loạn xạ, khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Người bên ngoài kêu cứu, người bên trong thì không dám mở cửa. Một chiếc xe hơi bốc cháy đâm thẳng vào chiếc xe chở dầu hóa lỏng, khiến chiếc xe lập tức nổ tung lên đến tận phòng của khách sạn. Tất cả mọi người chứng kiến được chuyện này đều nhốn nháo bỏ chạy. Đợi khi chạy ra ngoài đường lớn xem, làn khói độc cứ thế cuốn vào theo dòng người. Ihizu lập tức chỉ huy mọi người quay trở lại nhà hàng, chạy lên trên tầng. Ai ngờ chị của Jong Nam lại vô tình bị ngã và ngất trong làn khói độc. Thế là anh liền bảo Ihizu đưa đứa trẻ lên trước, rồi mình thì xông đến cõng chị trở lại nhà hàng, rồi nhanh chóng dùng khăn lau cho chị và gọi xe cấp cứu. Nhưng xe cấp cứu căn bản là không thể vào được trung tâm thành phố nữa rồi. Jong Nam và Ihizu nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ thấy một biển khói trắng mênh mông, khí độc đang cuồn cuộn bốc lên. Jong Nam kêu gọi mọi người nhanh chóng chạy lên trên sân thượng. Điện thoại của mọi người lúc này ai cũng nhận được thông báo khẩn cấp di cư về nơi an toàn, nhưng ai ngờ được là cửa ra sân thượng lại bị khóa, mà Su là tên quản lý lại làm mất chìa khóa rồi. Bên dưới thì khí tràn khắp nơi xung quanh rồi. Sau đó mọi người liền chạy sang phòng bên cạnh, khắp nơi đâu đâu cũng là tin của chính phủ. Ngoài đường thì người dân nháo nhác rằng co kéo xé nhau bỏ chạy. Đây được xác định là một khí độc chết người, người hít phải khí này sẽ bị đốt cháy da và mắt, sau đó gây tổn thương đến phổi và tất cả lục phủ ngũ tạng. Trước mắt là phải có mặt nạ phòng độc trước đã. Jong Nam và Ihizu chạy đi tìm đồ cứu viện của các tầng còn lại thì anh bỗng đứng sững lại. Lúc này Jong Nam đột nhiên nhặt chiếc huy chương hạng nặng lên, xoay người 720 độ và đập vỡ kính. Sau khi quan sát một hồi, Jong Nam quyết định anh muốn trèo lên tầng thượng từ bên ngoài để mở cửa cho mọi người. Nhưng lúc này mọi người đều ồ ạt chạy đến. Sau đó anh tìm dây thừng đến buộc chặt vào eo mình. Bố của Jong Nam lại sống chết nhất quyết không để anh mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn cách đó mọi người mới lên được tầng cao nhất, sự an toàn mới chỉ là tạm thời. Cuối cùng Jong Nam cũng đẩy bố mình ra rồi phi người lên nhảy một cái, bắt được vào lan can của tòa nhà đối diện. Nhưng ai ngờ là tay nắm hờ nên liền lập tức rơi xuống. Anh vội nắm lấy mái hiên và cuối cùng anh đã dùng sức của cả hai tay để leo lên mái nhà. Jong Nam đập vỡ viên phấn và xoa nó lên tay để chống trượt, sau đó xác định được mục tiêu và hướng đi. Sau đó anh nhặt một thanh sắt lên và lao về phía tòa nhà khách sạn. Jong Nam trèo lên sân thượng của tòa nhà thấp hơn, sau đó buộc hết đầu dây vào đầu sắt cố định dưới mặt đất bê tông, lấy đà thật mạnh. Jong Nam dùng thanh sắt mắc vào những chỗ lồi lõm trên tường, nhưng thanh sắt lại bị tuột ra, thế là anh nhanh tay bám chắc vào hòn đá. Điều này khiến mọi người được một phen hú hồn. Jong Nam quấn dây quanh hòn đá, sau đó bắt đầu trèo lên trên, rồi lại trèo sang ngang và đến dưới chỗ đèn tường. Nhưng ai ngờ được là anh trèo lên thì mới phát hiện đèn tường hoàn toàn không chịu được sức nặng, nên anh chỉ đành trèo ra chỗ xa hơn. Nhưng xu là dây thừng lại không đủ dài, cuối cùng anh quyết định cắt đứt dây thừng, khiến người thân không khỏi lo sợ. Sau đó Jong Nam lại bắt đầu trèo lên mái nhà, cuối cùng anh bật người lên, hai tay nắm chặt vào miệng con sư tử, suýt chút nữa là rơi xuống. Sau đó khó khăn lắm anh mới leo được lên trên đầu sư tử, rồi từng chút một cưỡi lên trên, cuối cùng cũng bỏ lên được sân thượng và vội chạy đi mở cửa.
Người mẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của Yong Nam và khóc, còn người bố mặc dù lớn tiếng trách móc nhưng vẫn rất thương anh. Lúc này chính quyền mới bắt đầu tổ chức công tác cứu hộ, vì xe không thể vào đó được nên chỉ có thể phái trực thăng đến viện trợ. Do đó mọi người liền giơ điện thoại lên và lắc, hy vọng máy bay có thể nhìn thấy mình. Còn Iwizu thông minh thì chạy đi bật tắt công tắc đèn ở bảng hiệu nhà hàng. Cuối cùng trực thăng cũng đã phát hiện ra họ và đáp xuống mái nhà, còn mọi người thì vội chui vào trong lồng. Yang Nam thì cố kéo dài thời gian để đợi Iwizu, nhưng cuối cùng vì lồng sắt quá nặng nên không thể thêm người, nếu không dây cáp sẽ bị đứt, nhưng nếu cố thì chắc chắn sẽ thêm được một người nữa. Hoặc đổi một người ra, Yang Nam cầu xin cứu trợ hãy cho Iwizu lên và đi trước, còn ông bố thì sẵn sàng đổi để ông ra ngoài còn con trai vào trong. Nhưng lúc này thì Iwizu hất tay Yang Nam ra và bảo anh hãy đi cùng mọi người. Nhưng làm sao mà anh có thể bỏ rơi một cô gái mà hèn nhát chạy trốn được, nên Yang Nam quyết định ở lại đợi chuyến cứu hộ tiếp theo. Còn máy bay cũng mang theo bố mẹ anh đang hét lớn bay lên. Trong những lúc nguy cấp thế này mới rõ được lòng người. Iwizu dù gì cũng là con gái nên trong tình huống này cô cũng đau lòng mà khóc. Lúc này một chiếc máy bay trực thăng bay đến, hai người vui mừng mà vội vàng hét lớn. Nhưng ai ngờ được là chiếc máy bay lại đi cứu viện một đám người trên một sân thượng khác, nên hai người lập tức rơi vào tuyệt vọng. Yong Nam vội chạy xuống dưới khách sạn thu thập nước và đồ dùng để cấp cứu. Lúc này thì chị gái của Yong Nam cũng được cứu sống. Mặc dù đứng trước bờ vực sinh tử, cô vẫn nhất quyết nắm tay mẹ và hỏi về em trai của mình. Bố mẹ cô lúc này cũng chỉ biết an ủi rằng anh sẽ đến sau. Đội cứu hộ từng chuyến một cứu sống được bao nhiêu người, nhưng bố mẹ của Yang Nam thì ngóng mãi không thấy con trai của mình đâu. Trên TV lúc này cũng đưa tin nhà hóa học của công ty hóa chất An Giai không hài lòng về việc công ty cướp bằng sáng chế của mình, đồng thời lại còn đuổi ông ra khỏi công ty, cho nên ông đã chế tạo ra khí độc để trả thù xã hội. Còn ông ta cũng đã sớm chết do khí độc rồi. Còn lúc này sân thượng của nhà hàng cũng đã không đủ cao nữa rồi. Yong Nam và Iwizu chỉ có 3 chiếc mặt nạ phòng độc, họ dùng ni lông để bọc da khắp cơ thể lại, sau đó chạy ra đường đến tòa nhà cao hơn. Nhưng mặt nạ phòng độc của họ chỉ có thể kiên trì được 10 phút, sau đó hai người chạy vào một tòa nhà cao tầng gần đó, rồi chạy thẳng lên trên nóc nhà, đến một phòng tập gym. Nhưng không ngờ được là cửa ra sân thượng của tòa nhà này cũng đã bị khóa, nên hai người chỉ đành mở cửa sổ ra và ném tạ lên nóc tòa nhà đối diện. Sau đó Iwizu bò dọc theo sợi dây mà không ngừng run rẩy. Ai ngờ được là máy hút mùi của cửa hàng thịt nướng gần đó đã hút chất độc và phun thẳng lên mái nhà. Thế là Yong Nam nhanh chóng mặc đồ bảo hộ vào rồi men theo sợi dây bò sang bên kia. Sau đó cả hai nhanh chóng leo lên đỉnh của một tòa nhà cao hơn. Họ xếp những bảng quảng cáo và những con ma nơ canh lại với nhau. Quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của máy bay. Nhưng họ đột nhiên nhìn thấy một nhóm học sinh ôn thi bị đang mắc kẹt trong tòa nhà đối diện, mà chiếc trực thăng lại không nhìn thấy chúng. Hai người này đúng là tam tai còn gặp thái tuế, mếu máo khóc nhìn nhau, rồi cũng quyết định chỉ đội cứu hộ hãy đi theo hướng cứu nhóm học sinh trước. Thế là họ liền xếp thành hình mũi tên chỉ về hướng bọn trẻ, do đó trực thăng đã nhìn thấy chúng. Cuối cùng đám trẻ đã được cứu. Cả hai nhìn thấy một cần cầu tháp trên tòa nhà cao nhất ở đằng xa, nên họ đã quyết định trèo lên cần cầu tháp đó. Họ ném nệm lên cây cầu đang xây dựng, sau đó nhảy xuống dưới, rồi men theo cây cầu chạy về phía trước. Họ nhấc khung sắt lên phía tòa nhà đối diện. Sau đó khi cả hai đang trèo lên thì đột nhiên một chiếc flycam bay đến. Lúc này bố và hai người chú của Yong Nam cuối cùng cũng đã nhìn thấy họ qua flycam. Thì ra người nhà Yong Nam đang vô cùng lo lắng, bố và chú muốn đi cứu anh, nên họ đã gọi một chiếc taxi và đi đến vùng ngoại ô, mà vừa hay lại thấy hai người được đài truyền hình thuê cho flycam bay vào khu khí độc để quay phim. Do đó ông bố liền dùng số tiền vừa thu được hối lộ cậu nhóc để flycam của cậu ta đi tìm Yong Nam, và quả nhiên là đã tìm được Yong Nam và Iwizu. Vì vậy mà hình ảnh của cả hai được phát sóng trên TV, người nhà Yong Nam đều thấy anh và Iwizu đang điên cuồng chạy. Lúc này khí độc đã sắp đuổi đến nơi, hai người chỉ đành liều mạng chạy. Đây mới đúng là chạy trốn khí độc nha. Trong một lúc cuộc chạy trốn đầy tuyệt vọng của cả hai đã được phát sóng lại trên nhiều nền tảng khác nhau, nào là đài truyền hình, rồi còn có cả các nền tảng phát sóng trực tiếp khác nhau cũng đang kêu gọi giải cứu hai người. Lúc này hai người chạy lên đỉnh của một tòa nhà mái nhọn, hai người nắm tay nhau loạng choạng chạy trên đó, rồi lại xoa phấn chống trượt lên tay, nhảy lên một tòa nhà cao tầng khác, sau đó bám lấy biển hiệu trên tòa nhà và leo lên sân thượng, giống như bức ảnh của hai người trong câu lạc bộ leo núi vậy. Cuối cùng hai người đã thành công leo lên đỉnh tòa nhà, nhưng không ngờ được là còn cách rất xa tháp cần cầu kia, căn bản là không thể chạy được nữa. Công sức của họ đều đổ sông đổ biển, sau đó hai người liền tuyệt vọng mà khóc lớn lên. Còn flycam lúc này cũng không điện nữa, nên hình ảnh hai người lập tức bị ngắt quãng giữa chừng. Nhưng khi hai người cô đơn và bất lực đang ôm nhau khóc thì đột nhiên có vô số chiếc flycam bay đến. Họ lập tức có cảm giác đang được mọi người theo dõi.
và những người điều khiển Flycam cũng đang livestream cảnh hai người. Long Nam đột nhiên nảy ra một ý định, anh gọi một chiếc Flycam đến, rồi vẽ sơ đồ trên mặt đất, khiến Flycam lập tức hiểu ra. Sau đó, nó liền đem theo sợi dây bay thẳng đến tháp cần cẩu của tòa nhà rồi móc dây vào ống. Hai người lập tức móc khóa an toàn trên dây, sau đó hét lớn trượt về phía tòa nhà có tháp cần cẩu. Nhưng không ngờ được là họ lại bị mắc kẹt giữa không trung do vấn đề về độ cao. Cuối cùng Iwizu trèo lên người Yong Nam rồi lấy ra một con dao, sau đó cắt đứt sợi dây, thế là hai người lập tức lao về phía tòa nhà kia. Su là, dây thừng đột nhiên tuột khỏi đường ống khiến hai người rơi xuống, còn mọi người thì không khỏi kinh ngạc, còn người nhà Yong Nam thì khóc thét lên. Lúc này trực thăng đến tìm kiếm, thì chỉ thấy sợi dây thừng trống không, phi công cũng vô cùng tiếc cho họ. Nhưng khi họ vừa định rời đi thì đột nhiên thấy pháo hoa bập bùng trên cần trục tháp. Nhìn kỹ lại thì chính là Yong Nam và Iwizu đang đứng trên tháp cần cẩu liều mạng kêu cứu. Hai người thấy trực thăng phát hiện ra mình thì vô cùng kích động mà vội vàng trèo lên trên đỉnh tháp, cầm pháo hoa và không ngừng vẫy. Niềm vui được tái sinh từ hoàn cảnh tuyệt vọng thực sự khiến người ta phải bật khóc vì sung sướng. Thì ra vừa rồi họ rơi vào lưới bảo vệ và bật vào trong tòa nhà, sau đó liền trèo lên trên tháp cần cẩu. Trời đã sáng, cuối cùng họ và những người khác cũng đã được giải cứu và đưa đến khu an toàn. Người cháu vội òa vào lòng chú mình, cậu bé sẽ không bao giờ chê chú mình là kẻ thất bại nữa. Còn người cha vẫn luôn một mực nghiêm khắc với con trai cũng ôm lấy anh mà vô cùng kích động. Cả nhà ai cũng vui mừng mà vỡ òa trong nước mắt. Còn Iwizu vừa báo tin bình an cho gia đình xong thì tên quản lý trưởng đen đủi liền đến hỏi thăm cô. Thế là cô liền cho hắn một cước ngã lăn ra đất. Yong Nam trả lại móc an toàn cho Iwizu. Lúc này cô liền nói rằng, nó nặng quá, hôm nay tôi cầm không nổi, để hôm khác đi. Còn Yong Nam ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra, Iwizu chính là muốn anh hẹn cô ra ngoài vào hôm khác. U là trời, đúng là IQ có hạn nên đến giờ vẫn ế đó cha nội. Lúc này trời đang nắng đột nhiên đổ mưa, nước mưa cũng dần quét sạch chất độc đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này nói với chúng ta rằng học cho tốt thì có thể thay đổi số phận của mình, còn giỏi thể thao thì còn có thể cứu mạng mình trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nha. Biết leo núi thì có thể leo cầu thang, nhảy xa có thể bật để bay, bơi giỏi có thể vượt sông, chạy nhanh có thể bỏ trốn. Rõ ràng phim cũng phản ánh lên được tình cảm con người lúc sống chết như thế nào. Nam chính đúng 10 điểm tuyệt vời, mặc dù có rất nhiều cơ hội để chạy trốn, nhưng anh nhất quyết giữ lại bản lĩnh của người đàn ông, không bỏ rơi chị gái, có nguy nan thế nào cũng phải đưa Iwizu đến được nơi an toàn. Bộ phim Lối thoát trên không này, nếu các bạn thấy hết nước chấm rồi, thì hãy đổ thêm nước chấm vào bên dưới dòng bình luận. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chào đón tập phim tiếp theo sẽ còn hay và gay cấn hơn rất nhiều. Được rồi, video hôm nay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.